Vân Anh xin kính chào quý vị khán thính giả. Thưa quý vị, mùa Phật đản lại trở về. Đã từ lâu, đại lễ Phật đản không chỉ là một sự kiện tôn giáo quan trọng trong đời sống tinh thần và tín ngưỡng của người Phật tử, mà còn là một lễ hội văn hóa, tôn giáo thế giới được Hội đồng Liên Hiệp Quốc công nhận từ năm 1999. Hòa trong không khí tưng bừng chào đón ngày Phật đản xanh, năm nay tại San Diego của chúng ta rất đặc biệt. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hoa Kỳ và Cộng đồng Phật giáo San Diego sẽ cùng tổ chức một đại lễ Phật đản chung với sự tham dự của trên 10 chùa và thiền viện tại San Diego vào 2 ngày thứ Bảy và Chủ nhật 6 và 7 tháng 5 năm 2023 sắp tới. Để hiểu rõ hơn chi tiết về đại lễ Phật đản rất đặc biệt năm nay của chúng ta tại San Diego, sau đây chúng tôi xin mời quý vị gặp gỡ với Chư Tôn Đức trong ban tổ chức của đại lễ Phật đản, đó là Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu, Hòa Thượng Thích Minh Hồi, Thượng Tọa Thích Tín Mãn, Thượng Tọa Thích Hạnh Tuệ và Thượng Tọa Thích Thường Tín. Chúng con xin kính chào quý Thầy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành kính đảnh lễ Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, Chánh Văn Phòng Hội đồng Giáo Phẩm. Thành kính đảnh lễ Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng Điều hành, Hòa Thượng Thích Tín Nghĩa, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hoa Kỳ. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Già. Kính bạch Hòa Thượng Thích Minh Hồi, Trưởng ban tổ chức Đại lễ Phật đản. Thượng tọa Thích Tín Mãn, Thượng tọa Thích Hạnh Tuệ, trong ban tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 hôm nay. Mùa Phật đản năm nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hoa Kỳ và Cộng đồng Phật giáo San Diego đồng đứng ra tổ chức để tưởng niệm Phật đản Phật lịch 2567. Đây là một Phật sự vô cùng quan trọng. Thứ nhất là để tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn thị hiện vào đời. Thứ hai là tinh thần hòa hiệp và thanh tịnh của cộng đồng tăng già tại San Diego mà Hòa Thượng Thích Minh Hồi, trưởng ban tổ chức, Viện chủ Như Lai Thiền Tự cùng cộng tác các tự viện tại địa phương này. Đây là đánh dấu một bước ngoặt lịch sử trên tinh thần hoằng dương Phật Pháp mà tất cả quý ngài đều hoan hỷ ngồi lại với nhau để cùng trang trọng tổ chức chương trình ngày kỷ niệm Đức Thế Tôn vào đời. Chúng con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Già và hân hoan chào mừng chư vị thiện nam tín nữ Phật tử. Trân trọng kính chào toàn thể liệt quý vị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Lão Hòa Thượng Chánh Văn Phòng, Đại Lão Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hoa Kỳ. Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, trong Hội đồng Lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hoa Kỳ. Kính bạch Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu, Tổng Thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất và Viện chủ Chùa Phật Đà. Kính thưa nhị vị Thượng Tọa, Thượng Tọa Tín Mãn, Thượng Tọa Hạnh Tuệ, thật là diễm phước cho cộng đồng Phật giáo Việt Nam San Diego khi nghe Hòa Thượng Chủ tịch và Hòa Thượng Tổng Thư ký có nhã ý phối hợp cùng tất cả tăng đoàn, các tự viện thành phố San Diego tổ chức đại lễ Phật đản tại thành phố San Diego. Chúng tôi rất hân hoan, hoan hỷ tiếp nhận lời chỉ dạy của Chư Tôn lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hoa Kỳ và cùng phối hợp tất cả các tự viện ở tại thành phố San Diego có
mười mấy tự viện. Thứ nhất là chùa Phật Đà, thứ hai là tu viện Pháp Vương, thứ ba là chùa Viên Quang, thứ tư là chùa Vạn Hạnh, thứ năm là tu viện Quan Âm, thứ sáu là tu viện Tường Vân, thứ bảy là tu viện Quảng Hương Già Lam, thứ tám là Tịnh Xá Ngọc Minh, thứ chín Tịnh Xá Phận Đức, thứ mười là Thiền Viện Đại Đăng và Như Lai Thiền Tự là 11. Cùng tất cả chư tôn thiền đức và các Phật tử, các tự viện rất quan hỷ, sốt sắng lãnh nhiệm vụ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, nên chúng tôi ngồi lại và suốt trong thời gian vừa qua đã kiếm địa điểm và phối hợp tất cả những chương trình do tổ chức đại lễ Phật đản này thật sự là rất quan trọng. Và cái dịp này là dịp thứ hai của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ tổ chức tại thành phố San Diego. Chúng tôi năm nay được nhiều chùa hơn năm 1994. Và nghe tin tức này, tất cả quý thượng tọa, quý ni sư cùng nhau để hợp tác và rất quan hỷ tổ chức. Chúng tôi một lần nữa kính kêu gọi toàn thể quý vị khán giả đài VNTV, tất cả quý đồng nam, đồng bào Phật tử ở San Diego và đồng hương về đây tham dự cái đại lễ Phật đản tổ chức tại trường Horace Mann, và cái địa chỉ 4345 đường 54 Street, thành phố San Diego 92115. Một lần nữa chúng tôi thành kính cung thỉnh chư tôn thiện đức và kính mời toàn thể tất cả quý đồng hương và đồng bào Phật tử, các tự viện ở thành phố San Diego nói riêng và tất cả quý Phật tử ở tại Hoa Kỳ, các nơi, nhất là cộng đồng Phật tử đồng bào ở tại Orange County. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch chư tôn trưởng lão hòa thượng. Kính thưa tất cả quý vị thiền nam tịnh nữ Phật tử, phụng hành ý chỉ của chư tôn thiền đức trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hoa Kỳ, phụng hành lời dạy của nhị vị hòa thượng trưởng ban tổ chức Hòa thượng Thích Nguyên Siêu, Hòa thượng Thích Minh Hồi, bản thân chúng con đã có được cơ cùng tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 chung của tất cả tự viện ở San Diego. Đây quả thật là một nhân duyên Phật sự mà như chúng con biết là đã rất nhiều năm chư tôn thiền đức ở San Diego đã nung nấu cái tâm nguyện để cùng nhau đoàn kết trong cái tinh thần hòa hợp để cùng nhau xây dựng cộng đồng Phật giáo vững mạnh ở tại San Diego. Và sự kiện tổ chức lễ Phật đản chung năm nay cũng nằm trong cái tinh thần đó. Do vậy, bản thân của chúng con, bản thân của chúng tôi nguyện cố gắng hết sức để có thể đáp ứng được những cái yêu cầu mà nhị vị hòa thượng đã giao phó, và cũng mong mỏi quý vị thiền nam tịnh nữ Phật tử gần xa hoan hỷ tiếp tay với chúng tôi để có thể tổ chức một cái đại lễ Phật đản trang nghiêm, thanh tịnh, đông đảo và thật là vui nhộn trong cái ngày cung đón Đức Phật đản sanh. Bản thân của chúng tôi có cái trách nhiệm đó là thiết trí lễ đài tại cái trường học Horace Mann này, cho nên những cái công việc, tất cả các công việc đều phải chuẩn bị ở tại tự viện. Sau đó ngày thứ bảy chúng tôi mới đưa tất cả những cái trang hoàng cho lễ đài vào ngày thứ bảy hôm đó, cho nên công việc cũng sẽ rất là nhiều. Mong mỏi quý vị thiền nam tín nữ ở trong địa phương San Diego dành thời gian để đến chùa liên lạc trực tiếp với chúng tôi để chúng ta mỗi người mỗi tay đem hết tất cả cái tấm lòng thành kính cùng nhau để dâng lên Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni trong ngày đản sanh của Ngài. Đó là cái tâm nguyện chung
của cộng đồng Phật giáo Việt Nam San Diego. Đó là cái tâm niệm chung, tâm nguyện chung của chư tôn thiện Đức Tăng Ni. Và chúng tôi nghĩ rằng đó là cũng một cái niềm mong mỏi của quý vị thiện nam tín nữ Phật tử ở trong quần hạt San Diego nói riêng và toàn thể cộng đồng Phật tử ở tại Cali, Hóa Toàn nước Mỹ nói chung. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đại Chứng Minh. Chúng con thành tâm kính đảnh lễ chư tôn trưởng lão hòa thượng Chứng Minh, chư tôn hòa thượng, chư tôn thường tọa trong hội đồng giáo phẩm, hội đồng điều hành của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hoa Kỳ. Chúng con thành tâm kính đảnh lễ chư tôn trưởng lão hòa thượng, chư tôn thượng tọa, chư đại đức tăng ni của cộng đồng các tự viện Phật giáo của vùng San Diego. Kính thưa tất cả quý đạo hữu đang xem chương trình của đài VNTV, các anh chị ở trong ban biên tập. Năm nay tại cộng đồng của San Diego của chúng ta có một cái sự kiện lớn mà tất cả các chùa ở San Diego này cùng nhau thực hiện, đó là lễ Phật đản chung. Ngoài cái Phật đản chung thì nó còn có Phật đản riêng của các chùa, như là chúng ta đã biết mỗi năm. Thế thì cái điểm đặc biệt ở đây là các chùa cùng nhau tổ chức và đem đến một cái tinh thần rất là hòa hợp và thanh tịnh. Chư tôn Đức Tăng Ni, các tự viện, cũng như quý đạo hữu Phật tử đều có trách nhiệm bổn phận để làm cho cái việc chung này. Chính vì lẽ đó mà chúng ta cùng nhau thực hiện cái chương trình này đem ra cộng đồng. Vào ngày thứ Bảy đó thì quý vị sẽ có mặt vào lúc 4 giờ đến 7 giờ để chúng ta có lễ nghe thuyết pháp, có lễ dâng đèn cúng Phật, rồi chúng ta thiền hành buổi tối đó. Rồi đến ngày Chủ nhật, tức là ngày 7 tháng 5, thì từ 10 giờ sáng cho đến 4 giờ chiều thì chúng ta có cái lễ hành chánh buổi sáng, rồi sau đó cúng dường trai tăng, rồi sau đó chúng ta coi văn nghệ, vân vân. Thì rất là nhiều cái chương trình trong cả một ngày đó, thì có các cái gian hàng để quý vị có thể ra ngoài đó để thỉnh đồ của chư tôn thiền đức, các tự viện nấu ở ngoài đó nữa. Chính vì lẽ đó mà chúng tôi cũng thành tâm kính kêu gọi tất cả quý đạo hữu Phật tử chúng ta tham dự một cách rất là đông đảo ở cái chương trình này. Và thưa quý vị, cái buổi văn nghệ thì chúng ta kéo dài khoảng 4 giờ đồng hồ của cái ngày Chủ nhật đó, cho nên kính mời tất cả quý đạo hữu chúng ta hưởng ứng chương trình và theo dõi cái poster mà chị Vân Anh cũng như là VNTV đưa lên cho tất cả quý vị ở trên màn hình ha, để quý vị theo dõi giờ giấc và chúng ta xuất hiện cho đúng giờ để hầu dâng lên cúng dường ngày đản sinh của Đức Thế Tôn, là một bậc vĩ nhân xuất hiện ở trong đời để giúp cho cuộc đời bớt khổ và giúp cho chúng ta thấy được con đường giải thoát và giác ngộ. Đó là điều mà chúng ta tri ân rất là sâu sắc đối với sự thị hiện của Đức Thế Tôn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn thượng tọa, chư vị ni trưởng ni sư, chư vị đại đức tăng ni, và kính thưa chư vị Phật tử, quý vị đồng hương đồng bào từ những thành phố lân cận San Diego cho đến những thành phố xa Los Angeles, tất cả mọi nơi ở miền Nam California. Đặc biệt năm nay Đại lễ Phật Đản lần thứ 2647 tổ chức do Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất và cộng đồng Phật giáo Việt Nam tổ chức tại San Diego, tại hội trường ở trường Middle School Horseman. Đặc biệt năm nay ban tổ chức có mời những vị cấp chính quyền thì sẽ có một cái lá thư chúc mừng từ thống đốc tiểu bang California, và đồng thời các cấp chính quyền sở tại từ quận hạt San Diego cho đến những nghị viên thành phố. Và bên cảnh sát thành phố cũng đã nhận cái lời mời và hứa sẽ đến tham dự đầy đủ. Đồng thời có những chaplain, những vị tuyên úy của quân đội Mỹ đóng tại San Diego, chỉ huy cao cấp cũng hứa đến tham dự. Thì đó là một cái điều hãnh diện lớn cho cộng đồng Việt Nam trong kỳ lễ này. Và ngoài ra những sắc tộc khác cũng mang cái hình ảnh Phật giáo để rồi
mừng cái ngày sinh nhật của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni trong năm nay. Những sắc tộc Phật giáo theo truyền thống Theravada, Nam truyền và Bắc truyền cũng đã nhận lời mời và hứa sẽ tham dự đầy đủ. Kính mong Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni và đồng bào, đồng hương Phật tử xa gần Liễu Tri và đến tham dự đầy đủ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi dứt lời, chúng con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Già và kiểm cảm niệm ân đức của quý Ngài đã từ bi hoan hỷ đáp lời mời của chúng con để về tham dự cái chương trình đại lễ Phật đản nói trên một cách đông đảo tại địa phương San Diego cũng như các vùng phụ cận là Santa Ana, là Riverside, vân vân. Mà Chư Tôn Đức về càng đông chừng nào thì biểu tỏ cái tấm lòng quý kính và tâm nguyện của những người con Phật đến đối với Ngài Đức Thế Tôn thì hiện vào đời. Và một lần nữa, chúng tôi cũng chân thành kính kêu gọi chư vị thiện nam, tín nữ Phật tử các giới, gia đình Phật tử, các anh chị em trưởng cũng như là đoàn sinh của tổ chức phải vân tập về nơi hội trường để chúng ta cùng chia sẻ những Phật sự ở nơi đó và cũng nói lên được cái tinh thần mà tưởng nhớ Ngài Đức Thế Tôn thị hiện vào đời. Do vậy, một lần nữa, chúng tôi cũng trân trọng kính mời tất cả các đơn vị của tổ chức gia đình Phật tử Việt Nam tại San Diego có mặt đông đảo và đúng giờ để đóng góp chương trình thêm đa dạng và dồi dào nhiều hơn nữa. Cuối cùng là quý nam nữ cư sĩ tại các tự viện mà hồi nãy và Hòa Thượng Đồng Trưởng Ban đã đọc đó có mặt một cách đông đảo. Để trước tiên chúng ta kỷ niệm Ngài Đức Thế Tôn thị hiện vào đời và cũng là tham dự chương trình văn nghệ mừng Phật đản năm nay gồm có nhiều vị ca sĩ cũng như là ở tại địa phương cũng như là chương trình văn nghệ của các đơn vị gia đình Phật tử của chúng ta. Kính nguyện mười phương chư Phật luôn thầm gia hộ cho chư vị thiện nam tín nữ Phật tử dồi dào sức khỏe để ngày hôm đó chúng ta có mặt một cách đông đảo đúng giờ trong chương trình đại lễ Phật đản Phật lịch 2567. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Trân trọng kính biết ơn và kính chào toàn thể liệt quý vị. Chúng con xin chân thành cảm tạ Chư Tôn Đức trong ban tổ chức của Đại lễ Phật Đản sắp đến đã gửi đến quý vị những chi tiết trong Đại lễ Phật Đản sắp tới này. Và chúng tôi xin mời quý vị đến tham dự Đại lễ Phật Đản vào ngày 6 và 7 tháng 5 năm 2023 sắp tới tại trường Trung học Horace Mann. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn và xin thân ái chào tạm biệt.